Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Đăng Hoa Tiếu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Chương 131, bài thi hoàn hảo. Thời gian trôi qua rất nhanh. Sau khi hoàn thành bài thi cuối cùng, các giám khảo thu bài thi, kỳ thi mùa xuân kéo dài 3 ngày chính thức kết thúc. Các thí sinh vừa thi xong đều đứng dậy vươn vai, duỗi chân, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi để những công tử tiểu thư quen sống trong nhung lụa phải ngồi trong những phòng thi chật hẹp suốt ba ngày quả là một sự tra tấn lục đồng thì ngược lại việc ở trong một căn phòng tối suốt ba ngày với cô không phải điều gì xa lạ hơn nữa khi tập trung làm bài cô không cảm nhận được thời gian trôi qua cô tìm lại hộp y củ cất bút vào rồi bước ra khỏi cống viện ngay lập tức cô thấy vài người đang đứng dưới cột ngoài cổng cống viện đỗ trường khanh và miêu lương phương đang cúi đầu ngồi đếm kiến không biết đã chờ ở đây bao lâu cô nương ngân tranh thấy cô mắt sáng lên vẫy tay mạnh mẽ khi lục đồng đến gần cô ôm chầm lấy lo lắng cô nhìn gầy đi nhiều rồi ở cống viện chắc không có gì ngon để ăn a thành đã nấu canh xương heo ở y quán chúng ta về ăn đi miêu lương phương và đỗ trường khanh lại không có vẻ vui mừng đặc biệt là đỗ trường khanh trông như gặp đại tang. Tiểu lục, miêu lương phương nhìn sắc mặt của cô, cân nhắc lời nói, kỳ thi mùa xuân năm nay thêm một môn, nghiệm trạng chúng ta đều biết rồi. Việc không qua cũng không sao, trọng ở việc tham gia, đúng không? Nói bậy, đỗ trường khanh giận dữ, người không phải tự xưng là biết rõ kỳ thi mùa xuân sao, sao lại không biết thi những môn gì? Làng băm hại người, miêu lương phương tức giận, ta làm sao biết được? khi ta còn làm việc ở y quan viện, đâu có môn nhiệm trạng, ai ngờ thái y viện còn quản cả việc xem xác chết. Ông tức giận đến mức văng cả lời thô tục. Ba ngày trước, Lục Đồng đến cống viện tham gia kỳ thi mùa xuân của Thái Y Viện năm nay. Vì Lục Đồng tham gia kỳ thi mùa xuân lần này, ở Tây Phố cũng rầm rộ, lại liên quan đến mối thù với Phủ Thái Phủ tự khanh, khiến cả y hành cũng chú ý kỳ thi mùa xuân lần này có chút động tĩnh gì cũng có người đến xem náo nhiệt và lan truyền tin tức. Ngày thứ hai của kỳ thi mùa xuân, bà quá tôn thích hóng chuyển đã tự y hành mang đến một tin tức mới, vội vàng chạy đến y quán nhân tâm để truyền tin. Tin tức mới mà bà quá tôn mang đến khiến miêu lương phương như bị sét đánh. Kỳ thi mùa xuân năm nay của Thái Y Viện, thêm một môn nghiệm trạng. Nghiệm trạng, đó là môn kiểm tra xác chết của quan nghiệm trạng khi ông tham gia kỳ thi mùa xuân trước đây không có môn này, đến khi ông bị đuổi khỏi y quan viện, trong những năm qua kỳ thi mùa xuân cũng không có môn này. Ai mà rảnh rỗi đi xem xác chết chứ? Thái viện quả thật lòng dạ nhỏ nhen, lén lút thêm môn mới mà không thông báo ra ngoài. Thi sinh là y công bình dân không có sự chuẩn bị, làm sao có thể làm tốt? Lục đồng vốn xuất thân từ nghề lang y, không được dạy dỗ bởi thái y viện, có qua được kỳ thi mùa xuân năm nay hay không còn chưa biết, lại thêm một môn chưa từng tiếp xúc, rớt là chắc chắn. Người của y quan viện đúng là, mang mặt nạ vào quan tài chết mà không biết xấu hổ. Biết được chuyện này, mọi người ở Tây Phố đều rất thông cảm, chỉ có bạch thủ nghĩa của hạnh lâm đường là hà hê, đến y quán nhân tâm nói những lời khó nghe, bị đỗ trường khanh lấy chổi quét ra ngoài. Đỗ trường khanh ngoài mặt thì chửi rủa quay lại thì giận đến mặt tái xanh, thở không ra hơi, miêu lương phương phải cho uống hai bát canh thuốc mới hồi phục. Những quan lại này, nói một đằng là một nẻo, rõ ràng là không muốn bình dân vào y quan viện. Đỗ trường khanh cười lạnh, cũng tốt, một đám lang băm hợp với nhau, cũng đỡ cho người phải chịu khổ. Ông nhìn lục đồng một cái, thấy sắc mặt cô bình tĩnh, không có vẻ buồn bã như tưởng tượng, hơi yên tâm một chút, phất tay áo ta thấy ngươi vẫn nên yên tâm ở lại y quán, có đông ra cho ăn, ngươi cũng không lo đói. Ngân tranh nhíu mày, trưởng quầy, kết quả còn chưa có, sao mày biết cô nương nhà ta không qua được? Nói vớ vẩn, lẽ nào cô ta qua được? Đương nhiên, Ngân tranh rất tin tưởng, quay sang hỏi lục đồng, ta tin cô nương. Cô luôn tin tưởng lục đồng một cách mù quáng, lục đồng mỉm cười, không nói gì. Đỗ Trường Khanh không chịu nổi hai chủ tớ này cố gắng lạc quan, quay người trợn mắt, đừng lề mề nữa, xe ngựa ở cổng về y quán ăn cơm. Nếu không nhanh, canh xương heo sẽ cạn mất. Kỳ thi mùa xuân Thái Y viện thêm một môn nghiệm trạng, có người chửi bới nhảy nhót, có người lại vui mừng, hài lòng. Ở phủ Thái Phủ tự khanh, đồng phu nhân dựa vào ghế mềm, nghe nha hoàn trước mặt báo cáo. Nô tỳ đã hỏi thăm người của y hành, họ nói môn nghiệm trạng thêm vào năm nay học sinh thái y viện cũng cảm thấy khó hơn nữa năm nay để thi do đích thân kỳ đại nhân ra lục đồng chỉ là một đại phu trẻ từ nơi khác đến chắc chắn không qua được phu nhân không cần lo lắng nghe vậy đồng phu nhân thần sắc thư thái hơn khó là tốt bà cười nhấp nắp tách trà lên môi từ từ nhấp một ngụm lục đồng chỉ là một người có chút y thuật liền nghĩ mình là người duy nhất biết chữa bệnh ở kinh thành. Học sinh thái y viện ai cũng hiểu biết hơn cô ta, cô ta tự cho mình là đúng, còn dám coi thường. Nói đến đây, bà đột nhiên im lặng, Nhà hoàn vội cúi đầu, không dám lên tiếng. Ai cũng biết Đồng thiếu gia Lân bị nữ y sĩ của y quán Nhân Tâm Mê hoặc, không tiếc cãi nhau với Đồng phu nhân. Đồng phu nhân phái người đến y quán sỉ nhục lục đồng, mong cô biết khó mà lui. Không ngờ nữ y sĩ không biết điều, cùng đám người Tây phố phản công, nói Đồng thiếu gia dung mạo bình thường, thân hình không có gì nổi bật. Ý tứ trong lời nói, rõ ràng là Lục Đồng không coi trọng Đồng thiếu gia. Khi người hầu truyền lời về, Đồng phu nhân giận đến mức không chịu nổi. Trước đây còn nghĩ đến việc Lục Đồng đã cứu Đồng Lân ở vạn ân tử, chữa bệnh cho Đồng Lân, nhưng nay sau lời này, ân tình đó cũng không còn phải biết đồng phu nhân cưng chiều đồng lân như bảo bối, dù là tiên nữ ghép với con trai bà cũng không hài lòng, lục đồng một nữ y sĩ xuất thân thấp kém dám công khai sỉ nhục con trai bà, rõ ràng là tát vào mặt đồng gia. Đồng gia và viện trưởng Hàn Lâm y quan viện Thôi Mẫn có chút quan hệ, đồng phu nhân liền nhờ người nhắn nhủ Thôi Mẫn, trong danh sách năm nay không được có tên lục đồng. Thôi Mẫn quản lý cả Hàn Lâm y quan viện, một danh sách chỉ là... Việc nhỏ với những người không có thân phận, tương lai của họ chỉ là một câu nói của quyền quý. Nhỏ như hạt bụi. Đồng phu nhân hỏi, thiếu gia dạo này thế nào? Vẫn tự nhốt mình trong phòng, không nói chuyện với ai. Đồng phu nhân cấm túc hắn, Đồng Lân cũng không ra ngoài, ban đầu còn định tuyệt thực phản đối, nhưng cuối cùng không chịu nổi đói, chỉ một ngày đã từ bỏ. Nhưng vẫn không vui, dùng sự im lặng để phản đối bạo lực của mẹ cứng đầu, đồng phu nhân cười lạnh, cứ để hắn xem hắn chịu đựng được bao lâu. Đúng rồi, bà nhớ ra, giận dò nha hoàn, người đi lấy hai tấm nghiên mực tốt, bảo người mang đến viện y cho thôi viện trường. Nhà hòa đáp, suy nghĩ một chút rồi nói, thực ra người của y hành đã nói, năm nay đề khó, học sinh thái y viện còn cạnh tranh khốc liệt, lục đồng chắc chắn không qua, phu nhân đã gửi tiền, cần gì? Người biết gì? Đồng phu nhân cười khẩy, nữ y sĩ đó không đơn giản. Dù bà miệng nói lục đồng hèn mọn lang y tôn giã, nhưng trong lòng vẫn nhớ rằng lục đồng đã chữa khỏi bệnh phổi cho đồng lân. Bệnh phổi của con trai bà kéo dài nhiều năm, nhiều danh y không làm gì được, nhưng uống thuốc của lục đồng một năm, bệnh gần như khỏi hẳn. Còn có văn quận Vương Phi Bùi Vân Thư, bệnh tiểu nhi sầu kia, các y sĩ trong cung không phát hiện ra, lục đồng chỉ nhìn một lần là thấy còn bảo đảm an toàn cho mẹ con bùi vân thư dù bà ghét lục đồng nhưng cũng phải thừa nhận lục đồng không phải kẻ lừa đảo học sinh thái y viện quả thật được danh sư dạy dỗ nhưng ai biết có xuất hiện điều gì bất ngờ không vẫn là cẩn thận thì hơn còn đứng đó làm gì mau đi đi bà thúc giục người hầu vâng thưa phu nhân sau kỳ thi mùa xuân của Thái Y viện ở kinh thành, tất cả bài thi của học sinh sẽ được gửi đến Hàn Lâm Y Quan viện, do 10 vị quan y được chọn lọc chấm thi. Trong 7 ngày chấm thi, các giám khảo không được ra ngoài, ăn ở đều trong điện phủ, để nhanh chóng hoàn thành việc chấm thi và công bố kết quả sau 7 ngày. Hôm nay là ngày cuối cùng chấm thi. Thường Tiến là một trong những giám khảo chấm thi. Kỳ thi mùa xuân năm nay khác với những năm trước một là do kỳ tuân vị y sĩ nghiêm khắc nhất tự ra đề, vừa thi xong đã nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của học sinh. Thứ hai là thêm một môn nghiệm trạng, học sinh thái y viện học môn này rất kém, thường ngày còn đỡ, nhưng khi thi thì bài làm rất tệ. Trong điện phủ có một chiếc bàn dài, hai bên là các giám khảo, trước mặt mỗi người là một chồng bài thi cao ngất, thỉnh thoảng có tiếng thở dài. Lấy cây thanh hao say nhỏ, thêm ba thăng nước năm mươi thăng nước tiểu trẻ em nấu chung đến còn một thăng rưỡi bỏ bã lấy nước nấu thành cao làm thành viên hoàn mỗi lần uống hai mươi viên bụng đói nằm xuống dùng rượu ấm uống năm mươi thăng giọng nói đột nhiên cao vút năm mươi thăng chữa bệnh lao ta nghĩ đây là đưa người xuống mồ thường tiến nhìn giám khảo đang nói lắc đầu lại thêm một người điên ở trong điện phụ lâu dài để chấm thi Ngày tháng dài dằng dặc khiến ai cũng khó chịu. Đặc biệt là khi thấy những bài thi đầy sai sót, thường khiến người ta tức giận, lo lắng cho tương lai của lứa quan y mới. Câu đơn giản thế này mà sai, hàng ngày ở thái y viện học gì, ăn phân à?" Giám khảo vừa phát điên ôm ngực thở dốc. Giám khảo bên cạnh đưa một cốc nước, an ủi tức giận hại thân. Năm nay bài thi gửi đến không có mấy bài làm tử tế, ta nói thật vẫn là lỗi của kỳ y quan. Thường tiến ngẩng đầu hỏi, chuyện này liên quan gì đến kỳ y quan? Liên quan lớn, ông ta ra đề quá khó, học sinh thái y viện nhìn thấy là nản lòng, làm qua loa vài câu, sau đó phá phách viết bậy. Lời này quả thật đúng. Một giám khảo khác chống cằm, gần như muốn cắn nát cán bút, không có mấy bài thi đạt yêu cầu, không biết năm nay có đủ 20 chỉ tiêu hay không kỳ thi mùa xuân năm nay lấy từ trên xuống 20 thí sinh, trong đó một số vào ngự dược viện, một số vào hàn lâm y quan viện. Những năm trước việc chọn 20 quan y không khó, nhưng năm nay kỳ tuân ra đề quá khó, bài làm rất tệ, chọn đủ 20 quan y cũng thấy lo lắng. Hừ, người nói thế nào, nhìn thường y quan bên kia, bài thi kia mới thật tệ. Người nói ra vẻ hả hê, thường tiến bị chỉ đến thì mặt lộ vẻ đau khổ người khác thì không nói, ông phụ trách chấm môn nghiệm trạng mới thêm năm nay. Đây vốn là một môn mới, thật ra, ngay cả quan y ở Hàn Lâm y quan viện cũng không dám nói là thành thạo. Ông phụ trách chấm vì hồi nhỏ từng theo một quan nghiệm trạng học việc một thời gian, hiểu nghiệm trạng hơn những quan y khác. Nhưng ngay cả ông cũng thấy đề của kỳ tuân gia quá khó. Ngay cả ông thấy khó, đừng nói đến đám học sinh thái y viện. Có người làm được một nửa bỏ giờ có người rõ ràng viết bậy có người còn nộp bài trắng trên đó không có chữ nào rõ ràng là tự bỏ cuộc suốt năm ngày ông chưa thấy bài nào làm xong cả tất cả đều tệ hại như nhau năm nay không chọn được bài mẫu làm sao đưa cho đám cổ hồ ở thái y viện xem trời ơi liệu có xuất hiện thiên tài nào cứu vớt kỳ thi mùa xuân năm nay không một giám khảo hai tay chắp lại thường tiến cười khinh thường làm gì có nhiều thiên tài như vậy đa số người chỉ là bình thường nhiều năm nay ở kinh thành chỉ có kỷ tuân là thiên tài so với ông ta chúng ta chỉ là những kẻ tâm thương người và người khác nhau thường tiến cảm thán vừa cầm một bài thi mới lên chấm vừa mở bài thi thường tiến không khỏi nhíu mày vì chữ viết quá xấu học sinh thái y viện làm bài phải viết rõ ràng dễ nhìn giám khảo chấm thi cũng dễ chịu nhưng chữ trên bài thi này lại rất ngoáy, nhìn là thấy phóng túng. Thường Tiến muốn xem thử là công tử nhà nào mà phóng túng như vậy, nhưng mỗi bài thi đều có tên bị che bằng giấy đen, chưa chấm xong không được bóc ra. Chỉ có thể nén lại. Thôi, dù chữ viết xấu, nhưng ít nhất bài thi viết đầy đủ, đúng sai không biết, thái độ nghiêm túc hơn mấy bài trắng nhiều. Thường Tiến nhíu mày tiếp tục xem. Xem một lúc Vẻ mặt thường tiến trở nên kỳ lạ. Bài thi này làm rất đẹp. Môn nghiệm trạng đúng như tên, kiểm tra xác chết, thầy giáo ở thái y viện dạy bằng xác chết thật, nhưng học sinh thái y viện có lẽ do tuổi còn trẻ, kinh nghiệm không đủ, khi thấy xác chết đều lùi lại. Học mà run rẩy, làm sao thành thạo? Vì vậy bài thi mới tệ hại. Nhưng bài thi này, dù chữ viết xấu, nhưng mọi câu đều đúng. Ban đầu thường tiến nghĩ người làm viết bừa y lý, nhưng xem kỹ thì đều đúng. Đặc biệt câu hỏi tình trạng xác chết phân hủy sau 7 ngày, học sinh này viết gần nửa bài thi, từ ngoài vào trong, tứ chi và não bổ, như thể Như thể đã đứng bên xác chết, nghiên cứu 7 ngày, từng chốt một chứng kiến xác chết phân hủy. Khiến người ta dùng mình. Thường tiến không tự chủ run lên, lập tức gọi các đồng nghiệp, các ngươi. Các ngươi xem bài thi này có lẽ vẻ mật ông quá khó coi mọi người thấy thế bỏ bài thi trên tay đi đến nhìn bài thi ông cầm trước tiên bị chữ viết ngoáy dọa một phen sau đó thấy bài thi viết đầy đủ liền cười ồ làm xong rồi thái độ tốt xem kỹ lại đi thường tiến run rẩy cầm bài thi không câu nào sai để ta em dưới ánh nắng dùng ô đỏ che xác dùng nước làm ướt xác vết thương sẽ hiện ra xung quanh dần im lặng đây là câu hỏi cuối do kỳ tuân ra hỏi cách xử lý xác chết không có vết thương rõ ràng khi đó các quan y ở y quan viện tranh luận mãi không có kết luận là kỳ tuân nói ra đáp án họ nghĩ không ai trả lời được câu này kỳ tuân ra câu này là thừa không ngờ lại có người viết đúng đáp án không sai một chữ xem kỹ lại những câu khác người làm bài nghiêm túc trả lời từng câu chữ viết ngoáy giờ lại thấy thuận mắt giống như sự thoải mái trong sự thành thạo. Đây là một bài thi hoàn hảo. Thái y viện từ khi nào có nhân tài như vậy, không phải nói môn nghiệm trạng không ai giỏi sao? Thường tiến lẩm bẩm. Thầy giáo Thái y viện thường xuyên phàn nàn với quan y ở y quan viện, nói triều đình thêm môn này thực sự là công việc khó nhọc không ai thích. Nhưng giờ xem ra, người làm bài rõ ràng là thiên tài. Mau xem đi, một giám khảo khác sốt ruột nói, bóc tên ra, xem là học sinh thái y viện nào nghiệm trạng giỏi như vậy có phải là tiểu thư nhà họ lâm không nhưng cô ấy không phải giỏi nhất khoa phụ nữ sao thường tiến tỉnh lại vội vàng cầm bài thi nhanh chóng bóc tên dù sao bài thi này đã chấm xong xem cũng không sao mọi người cùng kéo dài cổ nhìn tên trên bài thi giấy đen bị bóc ra lộ ra chữ lục ngay sau đó tên đầy đủ hiện ra lục đồng lục đồng Thường tiến nghi hoặc, nhìn các đồng nghiệp, cái tên này sao lạ quá. Là thân thích của đại nhân nào ở Thái Y Viện? Do các quan y ở y quan viện đôi khi dạy học ở Thái Y Viện, họ đều quen thuộc tên học sinh Thái Y Viện. Nhưng tên lục đồng lại rất xa lạ với thường tiến, ông không nhớ ra người này. Có người hỏi, ta cũng chưa nghe tên này, Thái Y Viện có người này sao? Nói vớ vẩn, Thái Y Viện không có người này, chẳng lẽ là học sinh bình dân ở y hành? Năm nay chỉ có một y công bình dân tham gia, người đang mơ à? Xung quanh bàn tán ồn ào, trong sự huyên náo, một giám khảo đột nhiên nghĩ ra điều gì, kêu lên một tiếng. Mọi người đồng loạt nhìn về phía ông. Cái đó, ta vừa nhớ ra một chuyện. Chuyện gì? Giám khảo kêu lên nhìn mọi người, yếu ớt nói, năm nay y hành đề cử y công bình dân. Ừ, hình như họ lục. Lục thi phải. Chương 132, Hồng bảng. Y công bình dân, họ Lục. Sau khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi, cả phòng thi ồn ào như cái chợ. Trong kỳ thi mùa xuân 3 năm một lần ở kinh thành, mỗi lần chỉ có rất ít y công bình dân tham gia, năm nay chỉ có một người, lại còn là một cô gái trẻ. Cô gái tên là Lục Đồng này nổi tiếng trong y quan viện không chỉ vì quan hệ không rõ ràng với thiếu gia của phủ Thái phủ Tự Khanh mà còn vì cô đã tình cờ phát hiện ra độc dược tiểu nhi sầu trong người Vương phi của Vương phủ Văn Quận. Vương phi Văn Quận thường xuyên mời các y quan trong cung đến khám bệnh, nhưng độc dược này đã không được phát hiện trong suốt một thời gian dài. Đến khi được một y công bình dân phát hiện ra, mọi người mới bắt đầu nghi ngờ về năng lực của các y quan trong cung. Hơn nữa, Vụ việc này còn liên quan đến nhiều người, không chỉ làm cho Dung Phi bị thất sủng, mà còn kéo theo một loạt các vụ kiện tụng trong y quan viện và ngự dược viện, mãi đến vài tháng trước mới được giải quyết xong. Thêm vào đó, Vương Phi Văn Quận đã ly dị với Vương Quận Vương. Cô y nữ này, dù chưa gặp mặt, nhưng đã khiến mọi nơi phải xáo trộn, đủ thấy cô là một người có mưu lược sâu xa. Các ngược quan vừa e ngại, vừa khinh thường, nhìn những y sĩ xuất thân từ dân thường với sự ưu việt tế nhị tuy nhiên bài thi này đã khiến sự ưu việt đó tan biến bài thi này đã vượt qua tất cả các học sinh của thái y viện một y quan trẻ không tin chắc cô ta trước đây là ngộ tác nên mới trả lời thành thạo như vậy các vị hãy tìm bài thi khác của lục đồng xem ta không tin cô ta môn nào cũng giỏi như vậy cảm giác không cam lòng khi thấy các học sinh thái y viện bị một y công bình dân vượt mặt các y quan trong phòng thi đều chăm chú tìm kiếm bài thi của lục đồng thường tiến đứng tại chỗ ngây người nhìn bài thi trên bàn chữ viết trên bài thi rồng bay phượng múa nhìn qua như thấy một thiếu nữ trẻ đẹp đứng trước mặt mình cô nhất định là một mỹ nhân kiêu ngạo nên từng chữ viết đều thể hiện sự ngạo mạn bài thi vốn được điền đầy đủ một cách nghiêm túc giờ đây trở thành minh chứng cho sự kiêu ngạo. Hình ảnh của cô trong tâm trí ông ngày càng đáng sợ. Người như vậy, không biết viện sử sẽ nghĩ thế nào khi thấy. Viện sử, thường tiến dùng mình. Cần biết rằng viện sử thôi mẫn luôn không ưa y quan bình dân, chỉ sợ lần này sẽ không vui. Thôi Mẫn nhận được báo cáo từ Thường Tiến khi vừa hoàn thành việc trần mạch cho Nguyễn Phi nương nương. Dung Phi vì vụ tiểu nhi sầu bị xử tử, hậu cung trở nên vắng vẻ, hoàng thượng lại nhớ đến Nguyễn Phi đã bị bỏ qua một thời gian, làm cung của Nguyễn Phi lại trở nên náo nhiệt. Đêm xuống, trước cổng y quan viện yên tĩnh, chỉ có vài tiếng ếch nhái. Thấy có người đứng dưới đèn lồng ở cổng, đến gần mới thấy là thường tiến. Viện sử, thường tiến tay cầm sắp bài thi, cung kính nói, tất cả bài thi mùa xuân đã chấm xong, hạ quan có việc quan trọng cần bẩm báo. Vào đi. Thôi mẫn đi trước. Vào trong nhà, đèn được thắp sáng, phòng trở nên sáng rực. Thường tiến đặt sắp bài thi lên bàn, đứng cúi đầu bên cạnh, lén nhìn người ngồi trước bàn. Viện sử y quan viện thôi mẫn năm nay đã ngoài 40, dáng người gầy gò trắng trẻo, có dâu, vẻ mặt an nhiên, luôn mặc áo xanh, trông rất thanh cao. Ở tuổi này đã làm đến chức viện sử y quan viện, thật không dễ dàng. Thôi mẫn tuy trẻ nhưng y thuật được các quý nhân trong cung yêu thích, đặc biệt là ông đã dẫn dắt y quan viện biên soạn quyền thôi thị dược lý, cứu giúp vô số dân chúng kinh thành, thật sự là một quân tử đại thiện, có tấm lòng cứu thế. Thường tiến rất kính phục ông. Thôi mẫn ngồi sau bàn, chỉ lật qua sắp bài thi thường tiến mang đến một chút, hỏi, sao vậy? Bẩm viện sử, kỳ thi mùa xuân năm nay thêm một môn, nghiệm trạng, bài thi của các thí sinh đều không tốt chỉ có một người làm bài hoàn hảo, không sai một câu. Ồ, là ai? Thôi mẫn có vẻ hứng thú. Là một y công bình dân, tên là Lục Đồng. Học sinh thái y viện có giáo viên hướng dẫn mà lại không bằng một y công tự học, thường tiến thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn mặt xếp, chỉ có thể cắn răng tiếp tục nói. Tất cả bài thi đã chấm xong, hạ quan đã tìm thấy các bài thi khác của Lục Đồng, cùng trình lên viện sử xem xét. Thôi mẫn nghe vậy, ánh mắt lóe lên, có gì không ổn. Nếu bài thi của người này môn nào cũng hoàn hảo, các y quan thực sự không cần phải phiền viện sử xem qua. Đúng vậy, thường tiến ngẩng đầu, nữ y này chắc không học chính quy, tự mò mẫm, ngoài môn nghiệm trạng không có khuyết điểm, các môn khác đều không ổn. Nếu hỏi về dược lý y kinh, cô ta đều trả lời đúng, nhưng đến phần trần bệnh kê đơn, các đơn thuốc cô ta kê chúng tôi chưa từng nghe qua. Chưa nói đến thuốc có hiệu quả không, nhưng cách dùng thuốc rất táo bạo, khác hẳn các đơn thuốc thông thường. Thường tiến nói một hơi, thấy mặt thôi mẫn vẫn bình thản, mới thở phào nhẹ nhõm. Rồi lòng lại sinh ra nghi ngờ. Các lịch quan trong phòng thi tìm hết bài thi của lục đồng, so sánh với các thí sinh khác, lập tức nhận ra lục đồng khác biệt. Cô ta trả lời rất thành thạo các câu hỏi về y kinh dược lý, nhưng các đơn thuốc lại chưa từng nghe qua. Truyền thống của y quan viện luôn là cầu ổn, không yêu cầu y quan phải chữa bệnh thần kỳ, nhưng ít nhất không được gây rắc rối cho người khác, vì đều chữa bệnh cho quý nhân, một sai sót nhỏ là phải chịu tội. Theo lý thì lấy từ trên xuống 20 người, lục đồng chắc chắn có tên, nhưng cách kê đơn của cô ta không chừng lại gây hỏa. Các ghế quan tranh cãi mãi, cuối cùng không quyết định được, đành để thường tiến mang bài thi đến thôi mẫn, để viện sử tự quyết định nữ y này, giữ hay không giữ. Thôi mẫn đặt sắp bài thi qua một bên, không có ý định xem tiếp, chỉ nhẹ nhàng nói, chân bệnh kê đơn phải cẩn thận, nếu người này thiếu lòng tôn trọng nghề y, thì không cần giữ. Không giữ sao? Thường tiến ngẩn người, tuy là kết quả dự đoán trước, nhưng không hiểu sao, khi nghe Thôi mẫn nói vậy, lòng ông lại cảm thấy tiếc nuối. Thật sự rất tiếc, bài thi nghiệm trạng đó gần như hoàn hảo trừ nét chữ phóng túng. Đang nghĩ, bên tay nghe giọng thôi mẫn, còn việc gì nữa không? Thường tiến bừng tỉnh, vội nói, không có việc gì, hạ quan xin lui. Thôi mẫn phất tay, thường tiến cúi chào rồi lui ra, khi ra đến cửa, ánh mắt lướt qua chiếc nghiên thạch trên bàn thôi mẫn. Nghiên thạch ấm mượt như ngọc, xanh biếc như muốn chảy ra, dưới ánh đèn tự tỏa sáng. Thường tiến ra khỏi cửa, thầm nghĩ, nhiên thạch thôi viện sử nhận thật đẹp quá. Tháng 3 ở Kinh Thành, bắt đầu có mưa nhẹ, cầu lạc nguyệt, liễu mới mọc thêm nhiều chồi xanh. Trong cơn mưa xuân đầu tiên của Kinh Thành, Thái Y Viện công bố kết quả thi mùa xuân. Vì số thí sinh không nhiều như thi mùa thu, 10 ngày đủ để có kết quả. Nhưng người bàn tán không nhiều. Người dân quan tâm ai đỗ trạng nguyên, ai làm thám hoa hơn là ai đỗ kỳ thi mùa xuân, trở thành y quan hàn lâm. Một phần vì y quan hàn lâm là những người chữa bệnh cho quý nhân trong cung hoặc các quan chức quyền quý, xa rời cuộc sống thường dân. Một phần vì hàng năm học sinh thái y viện đều đỗ, nên cũng không liên quan gì đến người bình dân. Cần biết rằng có một y công bình dân đã đỗ thứ ba kỳ thi mùa xuân 20 năm trước, nhưng đó đã là chuyện của 20 năm trước rồi. 20 năm, đồng cỏ ngoài ruộng cũng đã thay đổi không biết bao nhiêu lần. Dưới Đức Xuân Đài, bảng đỏ chưa được dán, nhưng người quen với y quan viện đã nhận được tin tức. Trong nhân tâm y quán, Lục Đồng đang ngồi trước bàn lau chùi các lọ sứ. Mùa xuân lại đến, hoa dương kinh thành sắp nở, ngự dược viện đã nhận được đơn thuốc. Năm nay không thể làm, xuân thủy sinh, cô phải chuẩn bị một loại trà thuốc khác. Đang lau, bên ngoài bất ngờ có tiếng vo ngựa, Lục Đồng ngừng đầu, thấy một chiếc xe ngựa dừng trước cửa y quán. Rèm xe được vén lên, mấy người quen thuộc bước xuống, dẫn đầu là Vương Mama, nô tỳ bên cạnh phu nhân Thái phủ Tự Khanh. Lần trước Vương Mama đến Nhân Tâm Y quán là để thay mặt Đồng phu nhân đưa lời, nhắc nhở Lục Đồng đừng trèo cao, sau đó không còn đến nữa, ngay cả thuốc của Đồng Lân cũng không lấy. Nhưng bệnh phổi của Đồng Lân cũng đã gần khỏi, chỉ còn lại dưỡng bệnh, các đại phu khác cũng có thể làm được. Chính vì vậy, Thái Phủ tự khanh mới không mần ngại qua cầu rút ván. Vương Mama, Lục Đồng gật đầu chào. Vương Ma bước vào y quán, nhìn Lục Đồng từ đầu đến chân, nở một nụ cười không mấy thân thiện. Hôm nay là ngày công bố kết quả thi mùa xuân, phu nhân quan tâm đến kết quả của Lục Đại Phu, đặc biệt sai lão nô mang quà mừng. Bà đặt một giò quà đỏ trói lên bàn, đẩy về phía Lục Đồng, nhìn quanh rồi giả vờ ngạc nhiên nói, ồ sao không thấy người đưa tin? Hôm nay Đỗ Trường Khanh và A Thành đi thu thuốc ở phía Nam Thành, trong y quán chỉ có Miêu Lương Phương và Ngân Tranh, Ngân Tranh đang đôn nước ở sau viện, Miêu Lương Phương ngồi bên cạnh thấy tình hình không ổn, chống ngậy đứng dậy, hỏi Lục Đồng, Tiểu Lục, đây là ai? Lục Đồng chưa kịp trả lời, ngoài cửa đã có tiếng nói, còn sao nữa, chắc chắn là vì không đỗ rồi. Người nói là Bạch Thủ Nghĩa ở Tiên Lâm đường bên cạnh. Từ khi lục đồng đến nhân tâm y quán, chế ra vài loại thuốc nổi bật, nhân tâm y quán ngày càng phát đạt. Tiên lâm đường nhiều lần muốn gây rắc rối, cuối cùng đều tự hại mình. Thêm vào đó lục đồng nhận được tấm biểu ngữ thiêu vàng của tiểu thư chiêu ninh công. Hàng ngày treo lủng lẳng trước sảnh y quán, làm tiên lâm đường làm ăn xa sút sắp trở thành nhân tâm y quán trước đây, đứng trước nguy cơ đóng cửa. Đúng lúc này, lục đồng đắc tội thái phủ tự khanh lại không tự lượng sức tham gia kỳ thi mùa xuân của Thái Y Viện. Ha, đúng là tự tìm đường chết. Bạch Thủ Nghĩa mặc một chiếc áo dài trắng, cổ áo và áo gần như hòa làm một, cười đến híp mắt, khuôn mặt béo phì đầy vẻ sung sướng. Ông vui mừng vì thành công của mình dĩ nhiên đáng mừng. Nhưng sự sụp đổ của kẻ thù lại càng làm người ta vui hơn. Vương Mama ngạc nhiên, không thể nào. Lão Nô thấy Lục Đại Phu rất tự tin, còn tưởng rằng cô chắc chắn thành công. Lục Đồng không nói gì. Bạch Thủ Nghĩa cười thêm, chúng ta là người thường, làm sao dám so với các công tử tiểu thư thái y viện, người phải có tự biết mình. Thật tiếc, trước cửa y quán dần dần có đám đông tụ tập, xe ngựa của thái phủ Tự Khanh đứng trước cửa, lần này không ai dám đứng ra giúp nhân tâm y quán. Lục Đồng không vào được y quan viện, vẫn chỉ là một y sĩ nhỏ ở Tây Nhai người bình dân vốn dĩ sợ quan lại, chưa có kết quả, sao lại tiếc cho cô nương nhà ta? Ngân tranh nghe thấy tiếng động ngoài cửa, vội vàng chạy ra, đứng chắn trước mặt lục đồng. Cô không quên giữ vẻ mặt bình tĩnh, mỉm cười, nhưng nụ cười này trong mắt bạch thủ nghĩa và vương mama lại thấy như đang cứng rắn trông đỡ. Miêu lương phương cũng thì thầm, đỗ hay không đỗ thì liên quan gì đến người khác, đúng là chuyện bao đồng. Lời thì thầm này Bạch Tùa Nghĩa nghe thấy. Bạch Tùa Nghĩa liếc nhìn Miêu Lương Phương, cố ý thở dài, phải nói Lục Đại Phu là người bệnh đến mức tuyệt vọng, ai cũng dám mời làm thầy. Thực sự không được, chúng ta là hàng xóm, ta sẽ đến y hành mời một Đại Phu già dạy y lý cho cô. Mời người không rõ ràng dạy y lý, cũng không sợ đi sai đường. Lời nói này thật độc ác, mặt Miêu Lương Phương xanh lét, ông nói ai không rõ ràng. Người xem náo nhiệt ngày càng đông, Lục Đồng đặt lọ sứ trên tay xuống bàn. Rất nhẹ, nhưng khiến xung quanh dần yên tĩnh. Cô nhìn thẳng vào bà Vương, "Vương mama đã xem bảng đỏ chưa?" Vương mama giật mình, "Sáng nay bà nhận được tin từ Đồng phu nhân, đến tây nhai ngay, dĩ nhiên chưa xem bảng đỏ." "Nhưng xem hay không cũng không quan trọng, vì trước đó các y quan quen biết trong y quan viện đã xem qua danh sách 20 người đỗ kỳ thi mùa xuân năm nay và báo cho đồng phu nhân rằng không có tên Lục Đồng. Chưa xem thì đợi kết quả rồi hãy tặng quà, Lục Đồng nói, đẩy giò quà đỏ lại trước mặt vương mama Nữ y phản ứng lạnh nhạt, không hề bận tâm đến đám đông xung quanh, tấm biểu ngữ thêu vàng lấp lánh treo trên tường y quán sau lưng cô, và cô mặc trang phục đơn giản, trông như một bức tranh mực nước rõ ràng và đẹp đẽ trong y quán mùa xuân này. Rõ ràng là đã rớt, nhưng vẫn làm ra vẻ bình thản. Không hiểu sao, vương mama cảm thấy phiền muộn. Cô gái bình dân làm ra vẻ cao quý, dù làm thế nào cũng không thay đổi được thực tế là đang ở dưới đáy xã hội. Người nghèo ở Tây Nhai thế này, trước đây bà chẳng thèm để ý, nhưng vì thiếu gia nhà mình, bà phải đến đây nhiều lần. Y quan viện Hàn Lâm, nữ y quan chỉ dựa vào cô ta cùng những người nhìn không ra gì trong y quán này trong lòng vương ma ma đầy khinh miệt định nói thêm vài lời mỉa mai lục đại phu lục đại phu bỗng nhiên có tiếng reo vui từ xa đến gần lục đồng ngẩng đầu thấy một người chen qua đám đông tiến vào mặc trang phục quan tuần phú mặt đầy vẻ vui mừng là thẩm phục ứng thẩm đại nhân ngân tranh ngạc nhiên ngài sao lại đến đây ta đến chúc mừng lục đại phu thẩm phục ứng nhìn quanh thấy giỏ quả đỏ trên bàn cười tươi nói nhiều người thế xem ra ta không phải là người đầu tiên chúc mừng chúc mừng vương ma ma không quen thẩm phục ứng nhưng nghe lời ông nói thấy bất an vội hỏi chúc mừng gì chúc mừng lục đại phu đứng đầu bảng đỏ kỳ thi mùa xuân xung quanh im lặng như tờ thẩm phục ứng ngạc nhiên sao các người không phải đến chúc mừng lục đại phu đỗ sao? Thẩm phụng ứng, ai hiểu được, giống như mua cổ phiếu, một đêm tăng giá. chương 133, đầu bảng. Nhân tâm y quán trước một khoảng yên tĩnh, đến kim rơi cũng nghe rõ. Nụ cười của bạch thủ nghĩa cứng lại. Ngân tranh ngây người, thậm chí miêu lương phương cũng sững sờ, không nói nên lời. Thẩm phụng ứng sau khi nhận ra không khí không đúng, có chút nghi ngờ nhìn mọi người. Ngài nói ai đứng đầu bảng? Bạch Thủ Nghĩa hỏi. Là Lục Đại Phu. Vương Ma Ma biến sắc, không thể nào. Thẩm Phục ứng không nhận ra Vương Ma Ma, bị phản đối liền không vui, sao lại không thể? Bảng đỏ dưới cửa cảnh Đức đều đã dán rồi. Năm nay kỳ thi mùa xuân xuất hiện một thiên tài, bài thi gửi đi khiến cho Viện Sư Hàn Lâm Y Quan cũng không tìm ra lỗi. Chữ đỏ viết rõ ràng, Lục Đại Phu đứng đầu bảng, không tin thì tự mình xem đi. Thẩm phục ứng hôm nay đang tuần tra ngoài, đi ngang qua gần cửa cảnh Đức, tình cờ thấy người trong cung dán bảng đỏ. Ông vốn chỉ định xem thử náo nhiệt, không ngờ lại thấy tên quen thuộc trên bảng. Lục Đồng, là lục đại phu của nhân tâm y quán. Là một người luôn cố gắng tạo quan hệ tốt với quý nhân, thẩm phục ứng tuyệt đối không bỏ lỡ cơ hội thăng tiến nào. Lục đại phu sau này sẽ vào y quan viện làm y quan, tục ngữ nói, y quan và thái sử quan đều là văn quan đầu, võ quan cuối, nếu vận may đến, không chừng sau này thành ngự y, có thể giúp ông nói vài lời trước mặt quý nhân, chẳng phải tương lai sẽ dạng dỡ sao. Dù sao trước đây ông đã từng tiếp xúc với lục đồng vài lần, quan hệ cũng thân thiết hơn so với người khác. Nghĩ vậy, thẩm phục ứng lập tức đến nhân tâm y quán báo tin vui. Vương ma ma nhìn lục đồng không tin nổi, trong lòng sóng gió nổi lên sao có thể điều này sao có thể trước khi dán bảng đỏ các y quan quen biết đã nói với đồng phu nhân rằng không có tên lục đồng trong danh sách năm nay nhưng hiện tại trước mặt mọi người nhìn đối phương đầy tự tin không giống như đang nói dối tại sao lục đồng lại đỗ phu nhân đã thỏa thuận với viện sư hàn lâm y quan bạc và tước đều đã nhận sao có thể làm như vậy xung quanh rộn ràng tiếng chúc mừng từ người dân tây nhai ở một nơi như tây nhai có một y quan nhập chức là điều không tưởng những con hẻm nghèo nàn đầy bụi bặm từ chợ cá và chợ rau với những con đường rách nát hoàn toàn khác biệt với cung điện nguy nga lộng lẫy mặc dù người dân tây nhai luôn động viên lục đồng thi đỗ nhưng đó chỉ là lời nói dối thiện ý trong lòng mọi người gà trong chuồng không bao giờ bay ra phượng hoàng vàng vương ma ma lục đồng lên tiếng vương ma ma ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của cô đôi mắt cô bình tĩnh trong suốt như nước suối mùa xuân trên núi sáng rõ và lạnh lùng giống như bị băng tuyết trong mắt cô làm đóng băng vương ma ma bất giác lùi một bước lục đồng giơ tay qua bà cầm lấy giỏ quà cô cân giỏ quà trong tay nhẹ gật đầu với bà bây giờ cô nói tôi có thể nhận quà mừng của bà rồi cửa cảnh đức dán bảng đỏ y hành truyền tay nhau tin tức truyền đến đình tiền tư đoạn tiểu yến đang cho chó ăn sương tươi mới nấu vừa thơm vừa cứng rất tốt cho chó mài răng nghe tin đoạn tiểu yến giật mình suýt nữa làm đổ cả chậu xương sững sờ một lúc đặt chậu đá lên bàn vội vàng chạy vào phòng để lại con chó đen nhìn thèm thuồng nước dãi chảy ra ca nghe chưa Lục Đại Phu đỗ đầu bảng kỳ thi mùa xuân, đứng đầu đó. Vừa vào phòng, đoạn tiểu yến đã hét lên. Đang xử lý công văn, bùi vân ảnh nhíu mày, đóng cửa. Ồ, đoạn tiểu yến vội vàng quay lại đóng cửa, thấy bùi vân ảnh vẫn không có phản ứng, liền xoay người chạy đến bàn, ca không ngạc nhiên à. Nghe nói năm nay do kỳ tuân ra đề, học sinh thái y viện kêu khổ không mớt. cô ấy lại đứng đầu bùi vân ảnh không thèm để ý ngồi bên kia đọc văn bản tiêu trục phong ngẩng đầu kỳ tuân kỳ y quan có tài năng y học cao tuổi trẻ đã làm ngự y tuy vị trí thấp nhưng danh tiếng cao nhờ có gia đình hỗ trợ địa vị không thua viện sư bao nhiêu nhưng kỳ tuân cao ngạo lạnh lùng khó gần nếu năm nay kỳ thi do ông ra đề khó khăn chắc chắn không nhỏ đúng vậy đoạn tiểu yến mắt sáng rực nghe nói khi dán bảng đỏ mặt mũi học sinh thái y viện không tốt chút nào thái y viện này chắc không biết để mặt mũi ở đâu nữa y quan dạy học y quan ra đề cuối cùng lại để một nữ y dân thường đứng đầu nghe thật mất mặt ca chúng ta có nên chuẩn bị quà mừng đến tây nhai không bùi vân ảnh liếc nhìn cậu ngươi không sợ cô ấy à từ khi bị lục đồng dùng rắn đùa giỡn đoạn tiểu yến sợ cô ta mặc dù con rắn không có độc nhưng đoạn tiểu yến luôn cảm thấy ánh mắt lục đồng lúc đó thực sự có ý định giết người. Đoạn tiểu yến dùng mình, nói, chính vì sợ nên mới tặng quà mà. Nghĩ xem, sau này cô ấy vào cung, lỡ chúng ta bị bệnh, lại được cô ấy điều trị, không phải đặt tính mạng vào tay cô ấy sao? Không cẩn thận cậu làm động tác chém đầu, tìm ai để lý luận đây? Nhìn thấy sự điên rồ của đối phương, đoạn tiểu yến nghĩ, lục đồng có thể làm bất cứ điều gì có cảm giác không nói ra nhưng thể hiện rõ ràng, thuận theo thì sống, chống lại thì chết. Bùi Vân Ảnh cười khẩy, đi, không cản ngươi. Được sự đồng ý của Bùi Vân Ảnh, đoạn tiểu yến vui mừng rời đi, không biết vì sao lại vui như vậy. Trong phòng, tiêu trục phong nhìn người đối diện, Bùi Vân Ảnh nhướng mày, nhìn gì? Người không định ngăn cản sao? Lục đồng sắp vào y quan viện rồi. Bùi Vân Ảnh lật một trang văn bản, trả lời lơ đảng, ta đã nói rồi, sẽ không bao che cho cô ấy. Người đã bao che rồi, tiêu trục phong nhắc nhở. Bùi vân ảnh ngừng đầu, nhíu mày, sao ta cảm thấy ngươi quan tâm chuyện của cô ấy hơn. Tiêu trục phong cười lạnh, ngươi không lý trí. Người trẻ tuổi ngả người ra sau, nhìn ra cửa sổ. Đã là tháng 3, lá cây ngô đồng trong sân đình tiền tư lại xanh, khi có gió, lá kêu xào xạc. Anh nhìn một lúc, thu ánh mắt lại, nụ cười thoáng hiện, "Đừng lo, ta biết mình đang làm gì." Hy vọng vậy, Tiêu Trục Phong hừ một tiếng, đứng lên rời khỏi phòng, ra cửa gặp Thanh Phong. Thanh Phong ngẩn ngơ, nhìn Tiêu Trục Phong, rồi nói với Bùi Vân Ảnh, "Tiêu phó sứ, trông không vui." Bùi Vân Ảnh không quan tâm, "Đừng để ý đến hắn." Thanh Phong im lặng. "Cũng đúng, không phải lần đầu tiên." mỗi khi tiêu trục phong và bùi vân ảnh bất đồng mà không giải quyết được luôn như vậy đồ đạc vỡ tan hắn rời đi dùng im lặng để phản đối một người không có uy hiếp một người làm theo ý mình luôn là mỗi người làm việc riêng bùi vân ảnh hỏi đã tìm thấy đồ chưa thanh phong đã tìm thấy hết không thiếu món nào bùi vân ảnh gật đầu đi mang đến nhân tâm y quán vâng y nữ của tây nhai đạt thành tích xuất sắc đứng đầu bảng đỏ kỳ thi mùa xuân làm cả y hành kinh thành ngạc nhiên ngự dược viện hàn lâm y quan viện và thái y viện đều loạn có người nghe tin đồn chạy đến chúc mừng có người chuẩn bị lễ vật mà do dự nhưng người bị ảnh hưởng nhiều nhất chắc chắn là phu nhân của tiểu công tử thái phủ tự khanh sao có thể kỳ tuân đã nhận lễ của ta sao có thể để lục đồng vào bảng đỏ còn đứng đầu trong phòng khách hoa lệ, đồng phu nhân tức giận, tay cầm chén trà đập mạnh xuống. Bốp. Chén sứ thanh hoa cao cấp lập tức vỡ vụn. Người quỳ dưới đất cúi đầu, không nhìn mảnh vỡ dưới chân, chỉ đưa hộp gỗ lên, kính cẩn nói, "Viện sư đại nhân lệnh tiểu nhân trả lại, phụ lòng phu nhân, mong phu nhân tha thứ." "Tha thứ?" Trong hộp có hai khối ngọc đắt giá cùng một hộp vàng lấp lánh. Đồng phu nhân không giận mà cười. Kỳ Tuân đã không muốn nhận lễ của Đồng gia, Đồng gia không dám nhận lời tha thứ. Người quen biết đã nói với bà, bảng đỏ lần này không có tên Lục Đồng, Kỳ Tuân cũng đã nhận lễ. Bà đã sắp xếp Vương Mama đến Nhân Tâm Y quán để xỉ nhục Lục Đồng, trả thù những lời bôi nhọ con trai bà tại Tây Nhai, ai ngờ cuối cùng Lục Đồng vẫn có tên, còn đứng đầu bảng đỏ. Cả kinh thành không biết bao nhiêu người cười nhạo Đồng gia. Thật mất mặt Cơn giận dữ không có chỗ phát tiết, nếu không vì Kỳ Tuân là viện sư Hàn Lâm Y Quan Viện, bà thực sự muốn đến đối mặt hỏi hắn sao lại không giữ lời. Người hầu trong phòng không dám thở mạnh, ngay cả người mang tin từ Y Quan Viện cũng do dự nói, thực ra. Thực ra sao? Thực ra, không phải vì viện sư đại nhân không muốn đưa lục đồng vào bảng, mà là do người khác. Đồng phu nhân cười lạnh, Kỳ Tuân tìm người đổ lỗi sao? họ kỳ là viện sư hàn lâm y quan viện ông chỉ đạo người khác ai dám chỉ đạo ông chẳng lẽ là hoàng thượng đồng phu nhân không tin một chữ là kỳ y quan đồng phu nhân ngạc nhiên kỳ y quan kỳ tuân người mang tin cúi đầu nói năm nay đề thi do kỳ y quan đưa ra bài thi của lục đồng về môn nghiệm trạng hoàn hảo được kỳ y quan chú ý ông tự mình kiểm tra các bài thi khác của cô ấy kỳ y quan rất đánh giá cao lục đồng, không ngớt lời khen ngợi, nhất định phải đưa cô ấy lên đầu bằng. Kỳ viện sư cố gắng ngăn cản, nhưng... Bà biết đấy, kỳ y quan rất được hoàng thượng dùng ái, trong chiều địa vị của ông dù viện sư cũng không thể so. Lời ông nói, viện sư không dám không nghe, nên dù viện sư đã gạch tên lục đồng, cuối cùng vẫn bị kỳ y quan thêm vào bảng, còn đứng đầu. Người mang tin run rẩy nói, phu nhân, sau này có lẽ lục đồng sẽ có kỳ y quan làm chỗ dựa. Kỳ tuân làm chỗ dựa cho lục đồng. Đồng phu nhân lùi lại vài bước, ngồi xuống, vẻ mặt thay đổi. Bà biết kỳ tuân, không ai trong y hành kinh thành không biết tên kỳ tuân. Thiếu niên thiên tài, gia đình toàn học giả, nhưng ông lại chỉ học y, y thuật vượt trội so với lão y quan. Khi biết đề thi năm nay do kỳ tuân đưa ra, bà đã thầm vui mừng bà không nghi ngờ khả năng của kỳ tuân đề thi của ông lục đồng không dễ gì vượt qua không ngờ cuối cùng lại giúp lục đồng người nói thật chứ đồng phu nhân vẫn nghi ngờ kỳ tuân cao ngạo nghiêm khắc ai cũng biết sao ông lại ưa chuộng một y nữ dân thường có phải ông bị vẻ đẹp của lục đồng mê hoặc đúng vậy người phụ nữ đó giỏi dùng sắc đẹp để quyến rũ đàn ông trước là bùi vân ảnh sau là con trai bà giờ đến kỳ tuân Đồng phu nhân ác ý nghĩ. Hoàn toàn là sự thật, nếu có nói dối, mong trời phạt, hồn tan phách lạc. Đồng phu nhân nhíu mày, đứng lên đi. Đánh giá cao, không mất lời khen ngợi. Nghe thật chướng tai. Kỳ tuân thật giỏi, đồng phu nhân lạnh lùng nói. Thái phủ tự khanh và lục đồng ân oán, ai cũng biết, kỳ tuân giúp lục đồng, nghĩa là đối đầu với đồng gia. Đồng phu nhân mặt lạnh xuống trong tâm trí bà hình ảnh y quan trẻ tuổi lạnh lùng thanh tú trở nên đáng ghét đêm tối sân yên tĩnh cạch cửa viện mở ra có người bước nhanh vào thư phòng viện sư nói khe đại nhân bạc và lời đã mang đến nghe vậy người ngồi trước bàn nhắm mắt nghỉ ngơi lập tức mở mắt ánh sáng rực rỡ không chốt mệt mỏi tốt kỳ tuân gật đầu cầm lên một quyển y thư trên bàn đọc áo xanh dài tay phất qua bàn như đám mây xanh thanh nhã yên bình người ngồi trước bàn nói đồng phu nhân rất giận tiểu nhân đổ lỗi cho kỳ y quan đồng phu nhân không nghi ngờ kỳ tuân người hầu nhẹ nhàng thở phào kỳ tuân trong hàn lâm y quan viện không được ưa thích tự cao khó gần gần đây ông bận rộn chữa bệnh cho lão đại nhân ngự sử trung thừa phủ không đến y quan viện chỉ cần đồng phu nhân không tìm ông xác minh sẽ không phát hiện sự thật tất nhiên với tính cách của đồng phu nhân cũng không bao giờ đối đầu với ông mâu thuẫn này kỳ tuân thay kỳ viện sư và thái phủ tự khanh gây ra dù kỳ tuân chưa từng nhìn thấy bài thi của lục đồng nhưng tại sao lại đưa tên y nữ đó vào bảng đỏ cuối cùng người hầu hỏi thông tin từ y quan quen biết bảng đỏ không có tên lục đồng không phải giả vì ban đầu kỳ tuân đã gạch tên lục đồng bài thi của lục đồng nghiệm trạng hoàn hảo nhưng các môn khác không hoàn mỹ nếu muốn soi xét những lỗi nhỏ cũng đủ lý do trừ điểm dù đưa ra trước y hành cũng có lý do hợp lý không ai nói kỳ tuân chấm sai nhưng đêm trước khi dán bảng đỏ kỳ tuân lại đổi bảng đưa tên lục đồng vào người hầu không hiểu lục đồng chỉ là một y nữ dân thường không có lai lịch đại nhân rõ ràng không thích y dân, sao lại mạo hiểm đắc tội thái phủ tự khanh, đưa tên lục đồng vào bảng đỏ cuối cùng. Còn đứng đầu, ánh đèn lung linh, khuôn mặt trung niên trong ánh sáng vàng mờ ảo, như một lớp vỏ mỏng. Người hầu nghiến răng, đại nhân, tại sao lại giữ cô ta? Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 134, Mưu. Vì sao từ mẫn lại giữ cô lại? Trong y quán, miêu lương phương nhìn lục đồng trước mặt ánh mắt không giấu được sự rung động đêm đã khuya trời đã tối đen đỗ trường khanh ban ngày phải tiếp đón các hàng xóm đến chúc mừng đã mệt mỏi lưng đau đưa a thành về nhà nghỉ ngơi ngân tranh đã đóng cửa y quán chỉnh lại đèn trên bàn cho sáng hơn rồi vào tiểu viện bên trong miêu lương phương lại hỏi lại lần nữa lục đồng rốt cuộc vì sao từ mẫn lại giữ cô miêu lương phương thật không hiểu nổi Môn thi nghiệm trạng mới thêm vào năm nay, khó đến mức khiến nhiều người phải nản lòng. Dù lục đồng có tài năng thiên bẩm, xuất sắc trong môn nghiệm trạng, nhưng việc viện sư y quan viện từ mẫn đích thân chọn cô vào danh sách đỏ, còn đứng đầu, thật là quá khó hiểu. Phải biết rằng việc từ mẫn chọn lục đồng vào danh sách đỏ đứng đầu đồng nghĩa với việc đắc tội với thái phủ tự khanh. Lục đồng có gì đáng để từ mẫn đắc tội với thái phủ tự khanh chứ? Chẳng lẽ, miêu Lương Phương nghĩ ra điều gì đó, nói, là vì thế tử chiêu ninh công. Lần trước Bùi Vân ảnh đến nhân tâm y quán, rõ ràng có vẻ rất thân thiết với Lục Đồng. Mặc dù Lục Đồng đã phủ nhận, nhưng miêu Lương Phương luôn cảm thấy mối quan hệ giữa họ không đơn giản như Lục Đồng nói. Lục Đồng đáp, không phải. Vậy thì là vì sao? Bởi vì tôi đã viết những phương thuốc mới dưới mỗi bài thi. Lục Đồng bình thản nói, Mười phương thuốc mới, từ mẫn không phải thánh nhân, chắc chắn sẽ động lòng. 10 phương thuốc mới. Cô nói nhẹ nhàng, nhưng khiến Miêu Lương Phương vô cùng kinh ngạc, cô đang nói đùa sao? Miêu Lương Phương biết Lục Đồng có nhiều phương thuốc kỳ lạ, không phải là không đúng, chỉ là chúng có chút độc tính. Trước kỳ thi, ông đã dặn dò Lục Đồng không nên viết những phương thuốc mới này vào bài thi, và Lục Đồng cũng đã đồng ý. Nhưng bây giờ cô lại nói rằng không chỉ viết mà còn viết mười phương. Miêu Lương Phương thật không biết nên tức giận vì cô không nghe lời hay kinh ngạc vì sự táo bạo của cô. Ông đúng là cứng rắn, cô thì lại càng cứng rắn hơn. Miêu Lương Phương nắm chặt ngực, cố gắng hít thở để bình tĩnh lại, Lục Đồng nhìn ông, chủ động giải thích. Khi xưa từ mẫn đã trộm Miêu thị Lương Phương của thầy và dùng nó để thăng tiến lên chức viện sư. Thầy từng nói rằng từ mẫn từ khi làm viện sư không còn sáng tạo phương thuốc mới nào. Điều này có nghĩa là trong 10 năm qua, từ mẫn không tự mình nghiên cứu phương thuốc mới, cũng không thể trộm cắp của người khác. Tôi đoán, bởi vì các y quan mới trong y quan viện đa phần là học sinh của Thái Y Cục, không phải người bình thường, từ mẫn không dám ra tay. Trong bóng tối, lục đồng điềm tĩnh, nhẹ nhàng kể lại. Một người tham lam danh lợi, nhưng nhiều năm không có gì mới, dù thể hiện ra vẻ điềm nhiên, trong lòng chắc chắn bất an, nhất là khi danh lợi ấy đến từ sự trộm cắp. Vì vậy, tôi đã viết 10 phương thuốc mới để dụ ông ấy. Miêu Lương Phương lẩm bẩm, dụ ông ấy. Tôi chỉ là một người bình thường, nhưng có thể viết ra những phương thuốc mà người khác không thể, từ mẫn cẩn thận sẽ chọn vài phương để thử. Khi ông ấy phát hiện phương thuốc thật sự có hiệu quả. Trong mắt ông ấy, tôi sẽ là một miêu lương phương thứ hai tôi cá rằng ông ấy sẽ vì lợi ích lớn hơn mà đưa tôi vào danh sách đỏ miêu lương phương ngỡ ngàng suy nghĩ hỗn loạn nhưng phương thuốc rất quý giá một phương thuốc có thể quý giá đến mức nào miêu lương phương hiểu rõ hơn ai hết nếu tử mẫn không muốn đắc tội đồng ra thì những phương thuốc đó coi như đã mất người bình thường có được một phương thuốc tốt luôn tiếc rẻ đôi khi một phương thuốc tốt có thể giúp một người giàu có cả đời lục đồng thì lại đem cho đi như cho rau không đánh thì không bắt được sói lục đồng cười hơn nữa tôi đã thắng không phải sao miêu lương phương không nói nên lời thật lòng mà nói nếu đặt mình vào vị trí của lục đồng ông không chắc có thể làm được như cô lục đồng dù trẻ tuổi nhưng lại có quyết tâm và sự kiên trì mà ông không có nếu năm xưa ông có được quyết tâm như lục đồng có lẽ ông đã không phải sống một cuộc đời tăm tối ẩn giật trong căn nhà tranh ẩm ướt sống qua ngày với rượu và cỏ dại trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác xấu hổ miêu lương phương nắm chặt tay khó khăn mở lời tôi đã hứa sẽ giúp cô qua kỳ thi xuân cô giúp tôi trả thù nhưng tôi không giúp được gì nên cô không cần nhớ đến lời hứa đó miêu lương phương nói tiếp lục đồng chúng ta coi như chưa nói gì cả lục đồng có thể vượt qua kỳ thi xuân không liên quan gì đến ông miêu lương phương không muốn lợi dụng người khác lục đồng nói không tôi sẽ giữ lời hứa với thầy miêu lương phương ngạc nhiên ngẩng đầu cảm thấy có chút vui mừng nhưng lý trí lại chấn an lắc đầu không thành công của cô không liên quan đến tôi sao lại không liên quan lục đồng ngắt lời ánh đèn dịu dàng phủ lên khuôn mặt cô đôi mắt đen láy trở nên mờ ảo lạnh lùng cô gái mỉm cười thầy miêu cô nói tôi còn một việc muốn nhờ thầy giúp những ngày tiếp theo nhân tâm y quán náo nhiệt hơn bao giờ hết người dân tây nhai biết tin lục đồng trúng tuyển sắp vào hàn lâm y quan viện không ai ngoài bạch thủ nghĩa ở hạnh lâm đường mà không đến chúc mừng ngân tranh nhận không ít thịt muối và cá khô thậm chí còn bị bà tôn kéo vào góc để dặn dò tìm cho bà một người đàn ông trẻ khỏe trong y quan viện ngày cả hồ viên ngoại cũng mời thầy bói hà đến để bốc thăm cho lục đồng Hy vọng mang lại may mắn. Ống thăm bằng sơn đen được lắc vài cái, những thẻ thăm bên trong va chạm nhau tạo ra âm thanh vang dội. Thầy bói hà đưa ống thăm đến trước mặt lục đồng, xin cô chọn một thăm. Trước sự chú ý của mọi người, lục đồng cũng không từ chối, cô đưa tay chọn một thăm. Thẻ thăm dài, màu đen với chữ đỏ viết hai dòng chữ. Ngân tranh đứng sau lục đồng đọc nhỏ, kỳ bù hinh địch thủ yếu tảng cơ hắc bạch bàn trung vị giác thời trời ơi cô đã chọn được một thẻ mưu thầy bói hà không chờ cô nói đã hét lên lục đồng mưu ừ thật kỳ lạ thầy bói hà vuốt râu lắc đầu cô vào y quan viện làm y quan sao lại gặp đối thủ giấu giếm thẻ này có khí sát phạt lạ thật lục đồng khẽ động bên cạnh đỗ trường khanh khó chịu nói ông nói rằng cô ấy sẽ gặp tai họa sao Ông vốn không tin mấy trò bói toán, càng nghe càng bực, không vui với hồ viên ngoại, ông mang đến điều không may. Hồ viên ngoại vội nói, xin thầy bói giải thích. Thầy bói hà vuốt dâu, chân an, mặc dù là thẻ, mưu, nhưng là thẻ tốt nhất, không có vấn đề gì. Chỉ cần lưu ý lời nhắc, thêm vào thẻ có khí sát phạt, cô gái trẻ nên vẽ một bùa hóa sát để đảm bảo gặp lành tránh dữ. Lục đồng chăm chú nhìn ông, vẽ bùa. Thầy bói hà gật đầu, lấy từ trong ngực một bùa tam giác màu vàng đưa ra, bùa hóa sát do tôi đích thân vẽ, có sự bảo hộ của tam thanh tổ sư, xua đuổi tà ma, giúp cô gặp quý nhân bảo vệ và kết duyên lành. Lục đồng do dự, nhận bùa vàng, cảm ơn thầy. Thầy bói hà nhanh chóng xòe tay, hai lượng bạc không nở. Mọi người, khi thầy bói hà rời đi với bạc, đỗ trưởng khanh vẫn còn bực bội tôi đã nói ông ấy là kẻ lừa gạt hai lượng bạc thật đát cả tháng ngồi quán tôi mới được hai lượng ai là người mù thôi nào ngân tranh cười mất bạc để tránh tai hỏa cô ấy sắp vào cung có bùa hộ mệnh cho yên tâm chủ nhân lúc nào cũng rộng lược không tiếp hai lượng bạc chứ cô liếc mắt ra hiệu cho a thành a thành hiểu ý kéo đỗ trường khanh vào trong chủ nhân ngài nói có thứ muốn đưa cho lục đồng phải không lục đồng gì vậy đỗ trường khanh khẽ ho cô đi y quan viện ngày mai ông nói lôi từ ngăn tủ dưới cùng một hộp nhỏ đặt lên bàn đây cho cô lục đồng ngạc nhiên hộp không lớn nặng bên trong đầy bạc và một tầng bạc vụn đây là nghe nói lương ở y quan viện không cao cần phải biết chi tiêu đỗ trường khanh nghiêng người tay khoanh trước ngực tôi làm chủ của cô một năm đây là hai trăm lượng bạc tặng cô cô là y quan đầu tiên của tây nhai ra ngoài phải rộng rãi đừng để người khinh thường a thành ngạc nhiên chủ nhân ngài có quan hệ trong cung đi đi đỗ trường khanh bực mình nói chuyện đó không cần biết đừng tò mò a thành chán nản ngân tranh thấy lục đồng chưa động liền lấy hộp bạc chủ nhân thật rộng lượng khó ai sánh bằng đỗ trường khanh hưởng ứng đương nhiên lục đồng khẽ mím môi không nói gì vào tiểu viện và quay lại với một lá thư trao cho đỗ trường khanh ngày mai tôi đi lục đồng nói trước khi đi đây là cho anh đỗ trường khanh mệt mỏi chúng ta không cần phải viết những lời như thế đây là bốn phương thuốc mỗi ba tháng anh là một loại thành thuốc nhân tâm y quán muốn có chỗ đứng trong y hành chỉ dựa vào ngọc long cao và tiểu tiểu là không đủ đỗ trường khanh kinh ngạc phương thuốc nếu là phương thuốc thực sự, giá trị của nó vượt xa trăm lượng bạc mà ông tặng Lục Đồng. Đỗ Trường Khanh thật không biết tại sao Lục Đồng luôn dễ dàng cho đi những phương thuốc quý giá như thế. Lục Đồng không quan tâm, quay sang A Thành, "Khi rảnh, Đỗ Trường Khanh có thể dạy cậu đọc và viết, học thêm về y lý càng tốt." "Đọc sách có ích." cô nói nhỏ. A Thành không hiểu, chỉ gật đầu. Miêu Lương Phương nhìn cảnh trước mắt, cảm thấy xúc động tưởng mình đã già và không chịu nổi cảnh chia ly thì nghe thấy lục đồng gọi thầy miêu ông sững sờ tôi không còn bạc đâu lục đồng không nói gì lấy đi bầu rượu của ông em muốn tặng tôi rượu cô thả tay bầu rượu rơi vào thùng rác trời ơi miêu lương phương hốt hoảng sao cô lại làm vậy lục đồng chặn ông lại ngồi quán không được uống rượu tôi ngồi quán gì ông ngừng lại nhìn lên với vẻ không tin nổi. Lục đồng bình thản, tôi đã thỏa thuận với Đỗ Trường Khanh, thầy sẽ ngồi quán tại đây. Miêu Lương Phương run rẩy, quay sang nhìn Đỗ Trường Khanh. Chủ nhân trẻ tuổi nằm dài trên ghế, chân gác cao, nói với giọng chán trường, tôi biết điều kiện của tôi rất tốt, nhưng thầy không cần cảm động đến mức khóc đâu. Nước mắt rơi đầy sàn. Miêu Lương Phương nghẹn ngào, rút khăn tay lau mặt, đó là nước miếng. Lục Đồng, Đỗ Trường Khanh, vậy thầy làm hay không làm? Làm, Miêu Lương Phương nói, rồi thêm vào, vì Lục Đồng. Đỗ Trường Khanh lườm, hừ. Ngày hôm đó trôi qua trong sự chuẩn bị và thu dọn hành lý. Chiều tà, Đỗ Trường Khanh cùng A Thành trở về nhà, Miêu Lương Phương cũng rời đi, Lục Đồng đóng cửa y quán và vào tiểu viện. Lại một mùa xuân nữa, đêm xuân lạnh lẽo tiểu viện giờ đây không còn lạnh lẽo như khi mới đến. Mái hiên bốn góc treo những chiếc chuông gió từ chợ đèn, reo lên khi có gió. Một chiếc đèn lồng lớn màu xanh ngọc bích nằm dưới cây mai, mắt tròn ngây ngô nhìn cây cối, ánh sáng nhẹ nhàng lan tỏa. Gió thổi qua, mùi xà phòng từ quần áo phơi lan tỏa khắp sân. Góc sân chất đầy thịt muối và trứng mỗng do bà Tôn gửi, tấm vải đỏ trên giò quà chưa được tháo, thu hút những con mèo hoang vào ban đêm. Còn có những cây sơn trà và xuân lan do ngân tranh trồng. Chỉ trong một năm, nơi đây trở nên giống hệt như sân nhà Lục gia ở huyện Thường Vũ. Sự giống nhau khiến cô không khỏi cảm thấy một chút không nỡ rời đi. Ngân tranh bước vào, thấy Lục Đồng đang mẩn ngơ đứng giữa sân, cười bước tới, thu quần áo vào nhà, rồi nói: "Hôm nay có nắng, phơi quần áo trước khi vào y quan viện, không biết có đủ không?" có lẽ nên nhờ thợ may làm thêm vài bộ. Lục đồng sẽ vào y quan viện, Ngân Tranh đã làm sẵn những bộ quần áo và giày tất cần thiết cho cô. Mặc dù tay nghề theo thùa không phải tốt nhất, nhưng mẫu hoa văn mà cô vẽ rất đẹp, khiến thợ may cũng phải ngưỡng mộ. Lục đồng vào nhà, Ngân Tranh đang gấp gọn quần áo và túi hành lý của cô. Đúng rồi cô ạ, à. Ngân Tranh nói mà không ngừng đầu, vệ sĩ Thanh Phong của đội cận vệ đã gửi một hộp gỗ đến không biết là gì, tôi để trên bàn của cô rồi. Cô xem qua đi, có thể là quà mừng. Lục Đồng nhìn về phía bàn, thấy một hộp gỗ đơn giản, không trang trí. Cô suy nghĩ một lát, rồi đi đến bàn, mở ngăn kéo lấy ra một hộp đựng 200 lượng bạc mà Đỗ Trường Khanh tặng cô. Cô mang hộp bạc đến bên Ngân Tranh. Ngân Tranh dừng tay, hỏi, "Cô định làm gì vậy?" Lục Đồng đặt hộp bạc vào tay cô tôi sắp vào y quan viện lục đồng nói đỗ trường khanh trả lương cho cô không nhiều nếu cô không muốn ở lại đây cô có thể mang số bạc này rời đi rời đi ngân tranh ngạc nhiên rồi lắc đầu tôi sẽ ở lại đây đợi cô nếu cần giúp đỡ gì không cần đợi tôi sau này mọi việc của tôi không liên quan đến cô lục đồng nói bình thản chúng ta chỉ là người qua đường gặp gỡ đã đi cùng một đoạn đường thì hãy chia tay trong vui vẻ mắt ngân tranh đỏ lên cô đã cứu mạng tôi một năm qua sự giúp đỡ của cô đã trả lại ơn cứu mạng không cần gánh nặng ân tình này nữa ngân tranh cắn môi do dự cô muốn đuổi tôi đi sao lục đồng không nói gì ngân tranh nhìn cô cô gái ngồi trên giường vẻ mặt lạnh lùng ánh đèn cũng không thể làm ấm đôi mắt thanh tú của cô từ khi ngân tranh biết lục đồng cô luôn duy trì khoảng cách này với mọi người nhưng ngân tranh biết lục đồng không phải là người lạnh lùng người lạnh lùng sẽ không mang cô từ nghĩa địa lạnh lẽo lên núi không chăm sóc vết thương cho cô không bôi thuốc cho cơ thể mà cả má mì cũng chê bai cô chưa bao giờ khinh thường ngân tranh vì xuất thân kỹ nữ ngược lại còn rất kiên nhẫn ngân tranh không phải là kẻ ngốc cô biết rằng lục đồng muốn nói như vậy để không làm liên lụy đến mình việc muốn đuổi cô đi cũng là vì muốn cô không bị ân tình ràng buộc nhưng hiểu là một chuyện nghe vẫn cảm thấy đau lòng ngân tranh cúi đầu khẽ ừm đứng dậy nói tôi biết rồi cô đứng dậy định ra ngoài nhưng khi đến cửa thì bị lục đồng gọi lại ngân tranh vui mừng tưởng rằng cô thay đổi ý định cô quay lại thấy lục đồng bước tới đặt hộp bạc vào tay cô cô quên bạc này ngân tranh cô ôm hộp bạc dậm chân nhẹ một cái rồi rời đi sau khi Ngân Tranh đi, căn phòng trở lại yên tĩnh. Trên giường vẫn còn nửa túi hành lý, Lục Đồng đi đến giường, gấp gọn quần áo vào túi. Ngân Tranh rất chu đáo, ngoài quần áo và giày tất, cô còn làm thêm 10 cái châm hoa và khăn lụa, những chiếc châm hoa rực rỡ trong ánh đèn, làm cho căn phòng thêm ấm áp. Nhưng căn phòng lại trở nên lạnh lẽo hơn. Lục Đồng nhìn chằm chằm những châm hoa, từ từ nhặt chúng vào túi hành lý. Cô đi đến bàn, cầm hộp gỗ mà Ngân Tranh nói là của Thanh Phong gửi đến. Cạch một tiếng, nắp hộp mở ra. Dưới ánh nến mờ, bốn lọ sứ nhỏ được đặt trong hộp gỗ. Lục đồng cầm một lọ lên, ngón tay chạm vào đáy lọ, có cảm giác lồi lõm, nhìn kỹ mới thấy đó là tên họ. Bốn lọ sứ đều khắc tên. Tay lục đồng nắm chặt lọ sứ. Bùi vân ảnh không nói dối, đúng như lời anh, đã tìm lại cho cốt của gia đình cô nhưng trong góc phòng chiếc bàn thờ nhỏ trống rỗng từ khi bức tượng quan âm bị vỡ lục đồng không mua tượng mới để thờ cô sắp rời khỏi đây sau này cũng không cần tiếp tục thắp hương ở đây thầy bói hà giải thích thẻ quẻ cho cô kỳ phùng địch thủ yếu tảng cơ hắc bạch bàn trung vị giác thời trong đó có sự sát phạt có thể xảy ra biến cố cô không sợ hãi bởi vì dù đi đến đâu gia đình luôn bên cô Đêm xuân ở thịnh kinh, tiếng trống đường phố vừa tắt, gió nhẹ thổi tan hơi lạnh. Cô gái cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lọ sứ lạnh lẽo, vẻ mặt không nỡ, như một đứa con sắp rời nhà nghe lời dặn dò của cha mẹ, ánh mắt bình yên. Cha, mẹ, chị, anh hai yên tâm, cô nói từng từ một, như một lời hứa. Tôi sẽ, mưu, thật tốt. Hết quyển một. Quyển một kết thúc rồi quyển 2 sẽ có nhịp độ chậm hơn một chút, mạch cảm tình kéo dài khá lâu, thật sự rất dài. Vì vậy những bạn nóng lòng có thể chờ đến khi chuyện hoàn thành rồi đọc nhé. Mũ o mũ, nếu không có gì thay đổi thì chuyện sẽ kết thúc vào kỳ nghỉ hè này. Chương 135, bước đầu vào y quan viện. Ngày 10 tháng 3, năm Vĩnh xương thứ 40. Thời tiết đẹp, mây tan hết, trong vườn tiết phương của hậu viện Tuyên Phụng môn, hoa cỏ đồng loạt đâm chồi, hoa hạnh đỏ tươi như đồ. Giữa một vùng xanh biếc của mùa xuân, hai thái giám đang đi dạo trong vườn, cẩn thận chọn những bông hoa đào tươi trên cành để hái xuống. Gần đây, nương nương Nguyễn Phi trong cung được sủng ái, mỗi ngày cần hái nhiều giỏ cánh hoa đào tươi để tắm. Những cánh hoa đào vào buổi sáng sớm vẫn còn đọng xương là tốt nhất, tươi tắn như vẻ đẹp không tì vết của người đẹp. Đang hái hoa, họ nghe thấy tiếng bước chân phía trước ngẩng đầu nhìn thấy một nữ quan dẫn theo một nhóm người mặc áo xanh tiến về phía đông hành lang những người này con nam con nữ vẻ ngoài lạ lẫm vừa đi vừa nhìn xung quanh bước chân lộn xộn không theo quy tắc của cung đình thái giám trẻ thắc mắc hỏi người bên cạnh đó là ai vậy là các tân y quan của hàn lâm y quan viện thái giám giả nhìn theo hướng cậu chỉ hôm nay là ngày nhập viện của các tân y quan y quan sao tên gọi này lạ lẫm với thái giám trẻ. Cậu xoa đầu nhìn theo nhóm người, ánh mắt đầy ngưỡng mộ, trẻ như vậy mà đã làm y quan. Vị tỷ tỷ đó thật xinh đẹp. Người phụ nữ đi sau cùng trong nhóm trông rất trẻ, chỉ khoảng 16-17 tuổi, mặc áo dài xanh, trông càng thêm mảnh mai. Da trắng, mắt mày xinh đẹp nhưng vẻ mặt lạnh lùng, như một bông hoa đào nở trong lạnh giá, lạnh lùng và quyến rũ, đi giữa đám đông, muốn không ai chú ý cũng khó thực sự cuốn hút. Phía trước, lục đồng đi theo nữ quan dẫn đường. Hoàng thành xa hoa, ban đầu, cô tưởng rằng phủ của Phạm Chính Liêm đã là nơi cực kỳ xa xỉ, nhưng so với nơi này, không đáng là gì. Phía đông hành lang, tường cung cao vời vợi, mái ngói xanh biếc, hành lang dài uốn lượn, khắp nơi đều có lan can chạm trổ ngọc thạch. Lầu các xanh biếc với mái ngói lưu ly dưới nắng, rực rỡ, trên mái là những con rồng lớn uy nghi vàng son lộng lẫy. Vài bước phía trước là khu vườn, một vùng hoa đào đỏ rực trải dài, một đội thị vệ đi qua. Đội thị vệ đều có thân hình cao lớn, uy nghi, người dẫn đầu mặc áo bào đỏ sậm, đeo kiếm bạc, dáng như cây bách, phong thái mỹ miều. Đẹp không? Bên cạnh có người thì thầm vào tay lục đồng, đó là đô đốc vệ, một Mỹ nam đệ nhất của thành thịnh kinh, tôi phong cho. Vừa dứt lời, đội thị vệ đi tới, chạm mặt nhóm người. Nữ quan dẫn đầu cúi chào, các tân y quan cũng vội vàng né sang một bên. Thị vệ đi qua lục đồng và nhóm người, vạt áo bào tạo ra làn gió nhẹ, trong lúc cúi đầu, lục đồng nhìn lên. Chàng trai trẻ đi ngang qua cô, vẻ uy nghiêm, cao không thể với tới. Như một người xa lạ cao cao tại thượng, không dừng lại vì người gặp trên đường. Cho đến khi bóng dáng của đội thị vệ dần xa, các y quan mới thở phào nhẹ nhõm. Một số y quan trẻ tuổi, vì bị phong thái của đội thị vệ thu hút, bàn tán sôi nổi về những người vừa đi qua. Người thì thầm vào tay lục đồng cũng cảm thán, thật là đẹp trai, nhưng mắt luôn nhìn từ trên xuống, kiêu ngạo quá. muội thấy thế nào? Cô quay đầu hỏi lục đồng, nụ cười tươi tắn, nhưng khiến lục đồng khó nói nên lời. Lục đồng gặp Lâm Đan Thanh tại cửa cung. Lâm Đan Thanh đến sớm, vừa thấy Lục Đồng liền kéo cô nói Châu Huyền. Chính lúc đó, Lục Đồng mới biết cô gái đã giúp cô giải vây trong kỳ thi xuân trước cũng đã thông qua kỳ thi, trở thành một trong những tân y quan năm nay. Vì Lục Đồng là y công duy nhất trong nhóm tân y quan và đạt hạng nhất trong kỳ thi, vượt qua nhiều thiên tài của Thái Y Viện, nên nhiều y quan có chút ác cảm với cô. Lâm Đan Thanh dường như nhận ra điều này, chủ động đến gần lục đồng nói châu huyền cố gắng giảm bớt căng thẳng tuy nhiên lục đồng thấy rằng quá thân thiện đôi khi khiến người ta càng không thoải mái muội đừng lo cha ta cũng từng làm việc ở y quan viện ta rất quen thuộc nơi này sau này có gì cần ta sẽ bảo vệ muội không để ai bắt nạt muội lâm đàn thanh rất hào hiệp nhìn muội yếu ớt thế này trong cung toàn là người khôn ngoan ta sợ muội như con thỏ non sẽ bị sói ăn mất đang nói nữ quan phía trước dừng bước nói với mọi người tới rồi mọi người ngẩng đầu thấy trước mắt là y quan viện trên cửa chính bảng chữ đỏ viết bốn chữ hàn lâm y quan viện trong viện có đại sảnh năm gian phía nam sảnh chính là nơi làm việc của y quan tiếp theo là đền thờ phục hy thần nông nghe nói phía sau là rừng thuốc và kho thuốc một y quan béo lùn đứng trước đại sảnh xem danh sách bên cạnh còn có hai y quan cẩm ấn đang chờ nhóm lục đồng vào cửa nữ quan bước vào đại sảnh chào y quan quản sự đại nhân mọi người đã đến đủ y quan quản sự nhìn qua đám người trao danh sách cho y quan bên cạnh quay vào đại sảnh ghi danh đi các tân y quan xếp hàng lần lượt đưa giấy tờ cho y quan ghi danh đến lượt lục đồng y quan đối diện nhìn cô mấy lần rồi kiểm tra kỹ tên cô với danh sách dường như không tin Lâm đàn Thanh đứng sau không kiên nhẫn hỏi, "Đại nhân, có vấn đề gì sao?" "Không, không có gì." Y Quan trở lại thực tại, ra hiệu cho Lục Đồng, "Vào đi." Lục Đồng đi vào, Y Quan ghi tên cô vào danh sách, lòng vẫn ngạc nhiên. Đây là Lục Đồng đứng đầu khoa kiểm tra bệnh sao? Sao khác xa với tưởng tượng. Ông nghĩ Lục Đồng chắc hẳn phải phóng đãng, sắc sảo hoặc giống ma nữ, vì cô từng học từ quan tòa một thời gian. Ai mà học kiểm tra bệnh từ quan tòa chứ? Ông tò mò đến mất ngủ chỉ để xem dung mạo của cô gái này. Nhưng gặp rồi, lại khác xa với tưởng tượng. Cô rất trẻ, xinh đẹp giản dị, mắt mày sáng rùa, không chút ngạo nghễ mà lại có chút dịu dàng của một y sĩ. Khác xa với chữ viết phóng túng của cô. Quả nhiên không thể nhìn người mà đánh giá, y quan đặt giấy tờ của lục đồng vào giỏ tre. Ghi danh nhanh chóng kết thúc, 20 tân y quan không thiếu ai. Tiếp theo là sắp xếp công việc và nơi ở cho họ. Tần đích quan vừa vào y quan viện chưa thể trực tiếp làm việc, gọi là y sĩ, phải qua một thời gian kiểm tra, xác nhận thông thạo y lý mới được làm việc chính thức. Các y sĩ sẽ được phân vào các khoa khác nhau theo bài thi xuân của họ. Các y sĩ đứng nghiêm trong sảnh, mong đợi được phân vào khoa mình rồi. Y quan quản sự bước ra, cầm cuộn giấy dài, chậm rãi công bố tên các y sĩ. Cao Hoài, khoa Đại phương mạch, Tiểu phương mạch, phòng Mộc Thanh, sảnh Nam. Triệu Khánh, khoa mắt, răng miệng, phòng Thượng Thiện, sảnh Nam. Trần Minh, khoa châm cứu. Lục Đồng. Lâm Đan Thanh, khoa phụ khoa, phòng Tây thọ sảnh Bắc. Lâm Đàn Thanh thở phào nhẹ nhõm, cô giỏi nhất là phụ khoa, được phân đúng khoa mình mong muốn, rất vui mừng nhìn lục đồng bên cạnh cô cầu nguyện lục đồng cũng được phân vào khoa phụ khoa để họ có thể đồng hành cùng nhau tuy nhiên từng tên được gọi không thấy tên lục đồng lâm đàn thanh lo lắng trong khi lục đồng vẫn bình tĩnh dường như không quan tâm đến kết quả lục đồng y quan quản sự đột nhiên gọi tên lục đồng lâm đàn thanh giật mình lén kéo tay áo lục đồng ra hiệu cô lắng nghe lục đồng phòng nam dược nghe vậy không chỉ lâm đan thanh mà tất cả y sĩ trong sảnh đều sững sờ. Phòng nam dược không thuộc bất kỳ khoa nào, là nơi phân loại dược liệu, cung cấp dược liệu cho ngự dược viện, chỉ có y sĩ thấp kém mới vào đó. Giao cho y quan đạt hạng nhất trong kỳ thi xuân công việc này là lãng phí. Thực ra, việc này để cho dược sĩ làm là đủ, không đến lượt y quan. Trong số các y sĩ hôm nay, mỗi người đều được phân vào khoa châu yên ngành, chỉ có lục đồng bị phân vào phòng nam dược. Lục đồng nhìn y quan quản sự, phía sau lâm đan thanh không thể nhịn được, nói, đại nhân, có nhầm lẫn không? Sao lại phân tân y quan vào phòng nam dược? Y quan quản sự không hài lòng với câu hỏi của cô, lườm lâm đan thanh, việc sắp xếp của đại nhân không để y sĩ nhỏ bé này chất vấn. Nói xong, ông thu cuộn giấy lại, quay vào đại sành, thu xếp đồ đạc, mỗi người tìm chỗ của mình đi. Không quan tâm đến mọi người nữa Y quan quản sự rời đi Sảnh lại ồn ào Các y sĩ quen biết nhau hào hứng nói Về khoa mình được phân Cũng có nhiều ánh mắt nhìn về phía lục đồng Có sự đồng cảm Cũng có sự vui mừng Cao hoài, người đã chiêu chọc cô trong kỳ thi Nhìn cảnh này Có chút hả hê, giả vờ tiếc nuối Thật là chớ chiêu Đứng đầu khoa mà bị phân vào phòng nam dược Nghe nói vào đó rồi không ra được Cô lục chắc phải cả đời ở đó chọn thuốc thôi. Lâm Đan Thanh giận dữ, cao hoài, im miệng, cô quay sang lục đồng, đừng nghe lời hắn, đừng lo, muội để ta tìm hiểu xem sao, có lẽ là thử thách của viện trường. Cô gái trẻ mắt đầy chân thành, thực lòng lo lắng cho cô, lục đồng lắc đầu, không cần, ta không sao. Lâm Đan Thanh có ý tốt, nhưng dù có hỏi cũng không thay đổi được gì. Lục đồng cúi đầu, biết rằng đây là ý đồ của sở mẫn. Ông đã chọn cô làm người đứng đầu, nhưng lại ghét bỏ vì cô là người thường. Để đáp lại đồng ra, ông không để cô dễ dàng. Chỉ đưa cô vào phòng nam dược, điều này đã tốt hơn những gì lục đồng tường. Nhưng, đừng lo, lục đồng cười nhẹ, vẻ mặt bình thản, ta sẽ sớm quay lại. Các viện trong cung đều bận rộn. Sau khi thay ca, bùi vân ảnh trở về văn phòng khi trời đã tối trong và ngoài nhà đều sáng đèn thành phòng thấy bùi vân ảnh vào đưa giỏ thức ăn vừa mang về đại nhân tiểu thư gửi đồ ăn tới bùi vân ảnh nhận lấy bùi vân thư cho huyền ra khỏi nhà sau tết sống cạnh bùi vân ảnh khi bùi vân ảnh làm việc trong cung không về bùi vân thư thường gửi đồ ăn nhắc nhở anh ăn uống đầy đủ tất nhiên thức ăn này đều mua từ nhà hàng bùi vân thư không nấu ăn vì vậy bùi vân ảnh không nói với cô rằng thức ăn trong nhà bếp của anh không khác mấy so với nhà hàng bùi vân ảnh mang thức ăn vào sảnh tiêu trục phong đang đọc sách nghe thấy tiếng động ngẩng đầu nhìn giỏ thức ăn tinh sao bùi vân ảnh mở giỏ thức ăn trong đó có đồ mặn đồ chay điểm tâm đủ màu sắc hấp dẫn anh lấy một miếng bánh sen thấy tiêu trục phong nhìn cười rạng rỡ ghen tị không Tiêu Trục Phong cố nhìn, chỉ là thức ăn của nhà hàng thôi mà. Bùi Vân Ảnh lười biếng gật đầu, cũng không phần của cậu. Tiêu Trục Phong biết anh bạn hay như vậy, trước mặt người ngoài thì uy nghi, nhưng với người quen thì luôn có chút sâu tính. Tiêu Trục Phong không muốn để ý đến trò trẻ con của anh, chỉ nói hôm nay các tân y quan vào cung. Ừ, lục đồng vào cung rồi. Bùi Vân Ảnh, biết rồi. Thực ra, không chỉ biết sáng sớm khi lục đồng vào cung anh còn gặp cô nhưng gặp gỡ đó không vui vẻ tiêu trục phong quan sát bạn thấy anh bình thản không khác gì ngày thường anh hỏi cậu không quan tâm cô ấy được phân vào đâu sao các tân y quan đều được phân vào các khoa từ đầu đã có sự cạnh tranh bùi vân ảnh cười khoa nào phòng nam dược phòng nam dược bùi vân ảnh giật mình chân mày dần nhíu lại. Phòng Nam Dược là nơi không có tiền đồ, mỗi năm chỉ có những y quan không được coi trọng hoặc phạm lỗi mới bị phân vào đó. Người vào phòng Nam Dược gần như không có cơ hội trở thành y sĩ chính thức. Đây là khởi đầu tồi tệ nhất. Tiêu Trục Phong nhìn bạn, sở mẫn chắc là muốn lấy lòng đồng ra. Nhưng bị đẩy vào kho thuốc, vị lục đại phu đó không còn cơ hội báo thù nữa. Anh nói có vẻ châm chọc, nhưng cũng thoáng nhẹ nhõm. Với tiêu trục phong, lục đồng là một quân cờ không ổn định, không nên xuất hiện trong ván cờ, có thể ảnh hưởng lớn. Giờ cô ra ngoài, tốt nhất. Hai sai lầm, Bùi Vân Ảnh nói. Sai ở đâu? Thứ nhất, cô ấy không phải là của tôi. Tiêu trục phong không nhịn được, lườm anh, thứ hai thì sao? Thứ hai, Bùi Vân Ảnh cầm miếng bánh sen, dưới ánh nến, trông như hoa sen thật sự nở rộ. Anh nhìn hoa sen, dường như thấy hình bóng gì khác ánh mắt sâu thẳm thứ hai cậu coi thường cô ấy quá cơ hội không đến từ việc chờ đợi tôi đoán vị lục đại phu này sẽ sớm tự tạo cơ hội anh nói phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn